Xin chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Living in the Netherlands, cô gái Hà Lan của mình. Mình là Uyên, mình đang sinh sống và làm việc ở Hà Lan. Đã một tuần trôi qua rồi thì hôm nay mình có thời gian để làm video gửi đến tất cả các bạn, nhất là những bạn nào đang trông chờ cái series chuyện học nghề MBO ở Hà Lan của mình. Thì trong cái video này mình muốn hướng dẫn cho tất cả các bạn cách xin học nghề BBL ở Hà Lan, và nhất là trong cái nhóm ngành SOAR của mình nha mấy bạn. Thì bạn nào đang có hứng thú muốn học nghề BBL, tức là học một ngày trong tuần và những ngày còn lại thì là đi làm á mấy bạn, thì các bạn có thể lấy giấy bút ra ghi lại những cái hướng dẫn của mình nha. Còn bạn nào mà chưa nhớ được thì các bạn có thể xem lại video clip của mình. Còn những bạn nào mà chưa đăng ký kênh của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh của mình nha, để mà cập nhật những cái video tiếp theo. Thì đầu tiên, nếu như mà các bạn muốn xin đăng ký học BBL á, thì các bạn sẽ lên những cái trang tuyển việc, tuyển dụng chứ. Ví dụ như là trang Indeed, mình hay lên cái trang này nhất, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái trang này nha. Còn những cái trang kia thì cũng có nhiều á, nhưng mà tại vì mình không có thường xuyên lên cho nên là mình sẽ giới thiệu các bạn cái trang Indeed. Thì các bạn lên trang Indeed rồi ha, các bạn sẽ đánh vô cái ngay từ phân si á, các bạn đánh vô là BBL, xong rồi các bạn đánh cái ngành học mà các bạn muốn học, ví dụ như là BBL Verzorgende IG, xong rồi các bạn đánh vô ngay cái chỗ locasi á, là cái vị trí mà nơi các bạn đang ở, hoặc là cái nơi mà các bạn muốn học hoặc là làm việc. Thì sau khi các bạn đánh vô rồi thì các bạn nhấn tìm kiếm, thì nó sẽ hiện ra một loạt những cái vacatures. Thì các bạn có thể chọn một trong những cái vacatures đó ra. Thì ví dụ như bạn ở Amsterdam đi ha, thì các bạn sẽ chọn cái công ty nào mà ở Amsterdam gần chỗ nhà bạn nhất, để cho nó dễ tiện đi học với đi làm đó mà. Rồi khi mà bạn chọn một cái vacature đó rồi thì các bạn đọc cái thông tin ở trên đó, thì cái công ty tuyển dụng họ yêu cầu mình phải có những cái gì, thì các bạn có thể chuẩn bị trước khi mà mình nộp đơn xin việc. Thì sẽ có một số công ty các bạn, họ sẽ cho bạn học cái upgrading 3 năm, là dành cho những bạn nào mà chưa có kinh nghiệm trong cái ngành y tế, chưa bao giờ làm việc và cũng chưa có học qua cái for upgrading trong cái ngành SOAR. Và có một số công ty á, thì là họ muốn đào tạo nhân viên của họ trong vòng 2 năm. Thì 2 năm này có nghĩa là cái upgrading nó sẽ gọi là quarter trajet hoặc là quarter upgrading ha. Thì những bạn nào mà học 2 năm á, thì có nghĩa là các bạn phải có kinh nghiệm trong cái ngành SOAR rồi, hoặc là các bạn đã học qua một cái upgrading trước đó rồi trong ngành SOAR và bây giờ các bạn muốn học lên thêm, cho nên các bạn sẽ học cái quarter upgrading. Thì mỗi một công ty họ sẽ có những cái yêu cầu đầu vào riêng nha các bạn, chứ không phải công ty nào cũng giống công ty nào, cho nên là sẽ không có một cái công thức chung cho tất cả các bạn đâu. Rồi sau khi mà các bạn đã đọc được cái thông tin tuyển dụng của công ty rồi và những yêu cầu của bên công ty đề ra đó, thì các bạn mới bắt đầu các bạn viết CV. CV này có nghĩa là các bạn điền những cái thông tin cá nhân của mình, rồi các bạn điền những cái kinh nghiệm làm việc của các bạn và những cái upgrading mà các bạn đã học qua ha. Thêm vào đó các bạn sẽ viết một cái motivation brief, và trong cái motivation brief này các bạn nói là các bạn có phải các bạn phải đưa ra được thông tin là tại sao các bạn muốn theo học cái nghề này. Cái thứ hai nữa là tại sao bạn là ứng viên gọi là phù hợp nhất đối với công ty. Thì nói chung là những cái thông tin này nó thường là những cái thông tin căn bản mà những cái công ty thường muốn biết về bạn á, mà họ luôn luôn thắc mắc ở tại sao bạn lại muốn theo học cái ngành này. Đơn giản là như vậy thôi. Thì các bạn điền viết một cái lá thư đó và làm một cái CV ha. Sau khi mà các bạn đã có CV và cái motivation brief rồi, thì các bạn gửi thư, gửi mail cho công ty đó, theo như cái thông tin mà trên cái vacature họ đưa ra cho mình, thì các bạn gửi mail cho công ty. Sau khi mà công ty nhận được cái
thư và cái CV của bạn rồi thì họ sẽ mới xem xét là có bao nhiêu ứng cử viên muốn vào cái vị trí này, và họ sẽ ví dụ như mà họ chỉ có 3 lia thôi, tức là chỉ có 3 vị trí thôi, nhưng mà có tới 5 ứng cử viên xin vô cái vị trí này, thì họ sẽ phỏng vấn các bạn để chọn ra những cái ứng cử viên nào gọi là phù hợp nhất đối với công ty. Thì khi mà các bạn đi phỏng vấn á, thì tất nhiên yêu cầu là các bạn phải giao tiếp được bằng tiếng Hà Lan, tức là mình không thể nào mà mình nói tiếng Hà Lan gọi là perfect như là người Hà Lan được, nhưng mà chắc chắn là các bạn phải giao tiếp được bằng tiếng Hà Lan. Tại vì trong cái buổi phỏng vấn này thì người ta chỉ nói tiếng với Hà Lan với bạn thôi, chứ người ta không nói tiếng Anh với bạn nha. Và chưa kể là trong cái buổi phỏng vấn đó thì người ta sẽ thường hỏi đến những cái như là mặt mạnh và mặt yếu của bạn. Tất nhiên là ai cũng có cái mặt yếu của bản thân mình rồi, nhưng mà nếu như mà các bạn bảo là tôi không có cái điểm yếu nào hết thì thường là các công ty không có thích những cái người như vậy đó. Tại vì ai thì cũng có điểm mạnh cũng có điểm yếu hết, thì mình yếu ở điểm nào thì mình nói ra, nhưng mà không có nghĩa là cái điểm yếu đó nó khiến cho mình không có cơ hội để mà nhận được cái công việc này. Mà cái điểm yếu đó mình phải nói là nhờ cái công việc này hoặc là cái cơ hội này có thể khiến cho cái điểm yếu này nó trở thành điểm mạnh của mình, hoặc là nhờ cái cơ hội này mà mình có thể phát triển bản thân hơn. Thì những cái công ty thường là thích nghe như vậy hơn á các bạn. Kiểu như là ở cái người này họ muốn học hỏi, họ có ý chí, họ muốn thay đổi bản thân thì họ mới đến đây để họ học. Chứ còn nếu mà mình nghĩ là bản thân mình là perfect hết rồi á thì thường là các công ty sẽ không thích như vậy đâu. Cái này là một cái điểm lưu ý nhỏ nhỏ cho các bạn thôi ha. Rồi thêm nữa là một số công ty á các bạn, họ sẽ có những cái kỳ thi tuyển đầu vào. Ví dụ như là nhiều người ứng cử viên quá thì họ không biết chọn ai á, thì họ sẽ có những cái điều kiện đầu vào và có kỳ thi đầu vào, đó là môn toán, môn tiếng Hà Lan và có kiểm tra IQ nữa các bạn. Thì thường những cái công ty mà tuyển mà có thi đầu vào như vậy á là những bạn mà thường là không có formal planning trước đó, tức là chưa có kinh nghiệm trong cái ngành sổ, thì họ cũng không biết là bạn có phù hợp hoặc là cái trình độ của bạn có phù hợp để theo học cái ngành học này không, cho nên họ muốn bạn thi thử qua cái kỳ thi này để coi coi họ xét cái trình độ á mấy bạn, họ thấy người này đạt được cái trình độ đó rồi thì họ mới cho bạn vô học, còn nếu mà bạn thi mà bị rớt thì họ sẽ không nhận bạn vô. Còn những cái công ty mà không yêu cầu các bạn thi cái đầu vô này á thì thường là bạn đã có kinh nghiệm trước đó, tức là họ yêu cầu những cái người đã có kinh nghiệm, đã học qua cái ngành SOAR trước đó rồi, nhưng vì một lý do gì đó mà cái người đó chưa hoàn thành khóa học hoặc là họ muốn học lên thêm á thì họ mới đăng ký vô cái trình độ này của công ty. Thì trong cái buổi phỏng vấn thì họ sẽ phỏng vấn bạn xong ha. Sau khi buổi phỏng vấn đó, thì họ sẽ nói là tụi tôi sẽ liên lạc với bạn. Thì bạn sẽ nghe được kết quả sau đó thôi, bạn không có nghe liền đâu, nhưng mà sau khi mà bạn về nhà thì trong vòng một tuần, mình nghĩ trong vòng một tuần là bạn có kết quả ngay là bạn có được nhận vô học hay không. Cho nên nói chung là để đăng ký học BBL thì khá là đơn giản nha mấy bạn. Quan trọng nhất là các bạn phải biết tiếng Hà Lan, giao tiếp được bằng tiếng Hà Lan, và tiếng Hà Lan cũng thuộc dạng là phải kha khá rồi đó. Tại vì khi mà mình nói chuyện với họ, họ hỏi rất là nhiều cái câu hỏi rất là những câu hỏi sâu vào cái nội dung, vào cái bản thân của bạn á. Cho nên là bạn cũng phải có đủ từ vựng để mà bạn diễn tả được cái nội tâm của bản thân mình. Và lý do họ họ thường là hỏi những cái câu hỏi mở các bạn, chứ không phải những câu hỏi đóng đâu. Những câu hỏi đóng thì bạn còn có thể trả lời với da với ni, nhưng mà những cái câu hỏi mở là bạn phải trả lời liên tục. Mình thì mình nghĩ là những công ty đó, họ cũng không có quan trọng lắm là bạn đã thuộc trình độ nào đâu, nhưng mà họ quan trọng hơn tức là cái motivation của bạn, lý do bạn đến đây để làm gì. Họ phải nhìn được cái con người này có cái ý chí học hay không, có quyết tâm học hay không thì họ mới muốn nhận vô. Chứ còn
bạn trình độ có thể cao đó, nhưng mà khi mà vô buổi phỏng vấn mà bạn trả lời sơ sài qua loa thì họ cũng không thích, như vậy thôi. Ngày xưa lúc mà mình đi phỏng vấn học BBL với mấy bạn thì mình học cái Focused Applying ha, và mình học cái Combi Applying trong vòng 2 năm, là do trước đó mình đã học Health in the Short and Well Side rồi, và mình đã học vô Facial and EK rồi, cho nên là mình được công ty nhận vô học theo cái dạng Focused Trajet 2 năm thôi. Thì trong cái buổi phỏng vấn đó mình có nói với công ty đó là tôi không biết là tôi có được nhận vô công ty hay không, nhưng mà tôi mong là công ty trả lời sớm cho tôi trước cái ngày bao nhiêu đó, tại vì cái ngày ví dụ như là thứ ba tuần sau đi, tôi có một buổi phỏng vấn ở cái nơi thực tập mới của tôi, và cái nơi thực tập này họ sẽ tôi cũng không biết tôi có được nhận vào cái nơi thực tập đó hay không, nhưng mà cái nơi thực tập đó nếu mà họ nhận tôi vào á thì tôi sẽ không làm việc cho công ty của các bạn đâu. Còn nếu mà các bạn muốn nhận tôi vào làm á thì các bạn xin hãy trả lời cho tôi trước cái ngày hôm đó để mà tôi không đi phỏng vấn ở cái nơi thực tập khác. Thì mình mới đi phỏng vấn buổi sáng á các bạn. Thì buổi trưa là họ gọi điện liền cho mình luôn, họ nói là họ nhận mình vô làm. Cho nên cái đó là nếu như bạn nào mà cảm thấy là mình có mình phải đi phỏng vấn ở nhiều nơi á, tức là bạn không nộp đơn ở một công ty không mà bạn đi nộp đơn ở nhiều công ty khác nhau á, thì các bạn cũng có thể nói với cái công ty mà đang phỏng vấn mình á là bây giờ tôi muốn các bạn có thể trả lời cho tôi trước cái ngày bao nhiêu đó, tại vì nếu không tôi lại có một cái buổi phỏng vấn khác, thì tự nhiên họ sẽ cảm thấy ừ phải trả lời ngay cho cái người này. Chứ còn không thôi, nếu mà họ nghĩ là bạn là cái người mà phù hợp với công ty á, mà họ nghe là bạn đi phỏng vấn ở nơi khác á, tức là cũng họ cũng sợ mất bạn lắm, là họ sẽ phải trả lời bạn trong tích tắc luôn đó. Chia sẻ của mình hôm nay chỉ có như vậy thôi. Còn bạn nào mà nếu mà có thêm câu hỏi nào khác á, thì các bạn vào cái trang Facebook Living in the Netherlands, cô gái Hà Lan của mình, và gửi tin nhắn cho mình nha. Hoặc là các bạn muốn mình làm video vào một chủ đề nào đó thì các bạn cứ comment ở dưới hoặc là gửi tin nhắn cho mình để mình biết, và mình làm những video đó để gửi tặng tới tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Bye bye.